Do đó, sau khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu của sở cảnh sát và dấu vân tay của những người liên quan đến việc thi công, thì kết quả có được là dấu vân tay trùng khớp với một người từng là thành viên thuộc tổ điều tra số 1, hiện đang là thám tử Uri Kogoro.